Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phong trào tập luyện Vô Vi Nam diệt võ đạo phát triển sâu rộng. 112 trong số 122 quận, huyện, thị thuộc tất cả 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long có 28.090 môn sinh tập luyện thường xuyên ở 486 câu lạc bộ tại các xã phường, trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông và một số nơi Vô Vi Nam đã phát triển trong lực lượng vũ trang. Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực mạnh nhất trong cả nước hiện nay. Trước đây thì các tỉnh mạnh nhất là Đông Nam Bộ, nhưng mà hiện nay là khu vực miền đồng bằng sông Cửu Long hiện nay rất có tiến bộ. Đồng thời là có là thành lập một cái hội đồng võ sư của đồng bằng sông Cửu Long để có phối hợp đưa người để mà hỗ trợ để phát triển toàn diện cho các tỉnh còn yếu kém. Các địa phương trong khu vực tiếp tục củng cố và giữ vững cả về phong trào lẫn thành tích cao. Dẫn đầu vẫn là đơn vị thành phố Cần Thơ, hàng năm tham gia các giải trong nước và quốc tế, luôn luôn có thành tích ổn định. Hiện có hơn 40 trong số 60 câu lạc bộ Vô Vi Nam trường học, 4 trường đại học cao đẳng và 1 trường trung học phổ thông đưa môn Vô Vi Nam vào chương trình giáo dục thể chất chính khóa, với trên 10.000 học sinh sinh viên đã được giới thiệu tập luyện Vô Vi Nam và trên 1.000 sinh viên tập luyện ngoại khóa. Phong trào Vô Vi Nam các tỉnh có những bước phát triển. Điển hình là Liên đoàn Vô Vi Nam Kiên Giang đã ổn định bộ máy. Các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang từng bước duy trì và nâng cao chất lượng tập luyện phong trào Vô Vi Nam. Ban chấp hành chúng tôi cũng đang rất là cố gắng, ngoài được sự ủng hộ của chính quyền, của ngành chức năng, của sở, văn hóa thông tin và thể thao cũng rất là ủng hộ. Rồi các cái đoàn thể ban ngành cũng vậy. Thì tụi tôi đang tập trung là đào tạo cái lực lượng, cái nhân sự để mà mở rộng cho phong trào. Phát triển rất nhiều câu lạc bộ trên địa bàn của thành phố Ngã Bảy, bao gồm là tại trung tâm là vẫn duy trì câu lạc bộ Vô Vi Nam là gần 30 năm nay, và phát triển thêm các phường, Hiệp Lợi, Đại Thành, rồi đặc biệt là trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, là phong trào các em làm rất là mạnh và rất là tốt. Nhìn nhận cái sự phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và riêng Cần Thơ, thì thực sự là có cái sự đầu tư của các cấp lãnh đạo của nhà nước và các cấp trực thuộc của ngành thể dục thể thao mình là quan tâm hỗ trợ cho cái việc phong trào. Nhìn lại chặng đường 85 năm phát triển Vô Vi Nam đồng bằng sông Cửu Long, từng môn sinh, huấn luyện viên, võ sư không quên những công lao mà các bậc tiền nhân đã khai phá và tự hào về những thành quả đạt được. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục tu dưỡng đạo đức, rèn luyện chuyên môn, không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức về mọi mặt, yêu thương, giúp đỡ, tôn trọng, hòa hợp cùng đồng môn, đưa môn phái vững vàng tiến bước.